quay trở lại với Kim Quốc Tiến Channel, kênh truyền thông chính thức của siêu thị thiết bị vệ sinh Kim Quốc Tiến. Và hôm nay thì Vân sẽ giới thiệu đến mọi người một cái lavabo đặt bàn của thương hiệu thiết bị vệ sinh Inax, một thương hiệu rất là nổi tiếng và lâu đời tại Nhật Bản nha. Mọi người có thể thấy thì bên cạnh Vân đây là cái lavabo hay còn gọi là chậu rửa mặt, có cái mã số đó là AL536V của thương hiệu thiết bị vệ sinh Inax. Thì cái lavabo này có gì đặc biệt? Thì đầu tiên đó là cái chất liệu làm men sứ của Inax rất là độc đáo, đó là men sứ dày. Và không chỉ vậy, còn áp dụng công nghệ Aqua Ceramic. Đây mọi người có thể thấy thì đây là cái tem Aqua Ceramic. Đây là sử dụng men chống bám bẩn, giúp cho việc là khi mà chúng ta sử dụng lâu thì cái chất lượng men này cũng sẽ không bị giảm cái độ trắng sáng của men sứ, mà còn giúp cho những cái chất bẩn không có bị rong rêu khi mà chúng ta sử dụng, cũng sẽ không bị bám. Đây mọi người có thể thấy thì cái AL536V này có cái kiểu dáng rất là khá là vuông vức. Và thường thì những cái lavabo đặt bàn này thì chúng ta sẽ dựa vào cái kích thước của lavabo để mà mình cắt mặt đá. Đây là một điều lưu ý nhỏ khi mà chúng ta mua lavabo đặt bàn, hoặc là sử dụng lavabo dương vành hoặc là âm bàn của Inax. Đây mọi người cũng có thể thấy bên cạnh Vân đây là cái tem Inax được in rất là đều đẹp và không có bị mờ, bị lem. Đây mọi người có thể thấy rất là đẹp luôn. Và mọi người có thể thấy ở đây thì cũng sẽ được thiết kế thêm một cái lỗ thoát chống tràn. Ở phía bên ngoài thì được bao thêm một cái vành inox rất là đẹp luôn. Đối với lavabo đặt bàn AL536V thì chúng ta có thể sử dụng nhiều loại vòi khác nhau. Đây mọi người có thể thấy những cái vòi mà Vân đang để ở đây là một cái vòi LFV 902S, một cái vòi nóng lạnh. Và khi mà chúng ta mua cái lavabo đặt bàn AL536V thì chỉ gồm phần sứ, chưa bao gồm bộ xả cũng như là vòi xả trên này nha mọi người. Đây là một điều mà các bạn cần phải lưu ý khi mà chúng ta chọn mua sản phẩm ạ. Để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về sản phẩm thì mọi người có thể truy cập vào link phía dưới nha. Mọi người cũng đừng quên like và subscribe cho kênh siêu thị thiết bị vệ sinh Kim Quốc Tiến. Và bây giờ thì xin hẹn gặp lại mọi người vào lần sau. Chào tạm biệt.